bán cái gì lắm. Bán vòng vòng đây nhiều á, bên đây cũng vậy nè. Ngày Tết tí. Đây là cái đường bữa anh đi quay cho anh coi á. Đây nó bán gì? Cái vòng Tết. Đây con Nguyễn. Hello các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bữa nay thì Lê La Sa sẽ đi quay những cảnh này cho các bạn coi nha. Có người ta mua bông nè, thấy không các bạn? Giờ mình đi quay cho các bạn coi. Đây là bán tới ngày cái gì là tối nay là giao thừa, là người ta bán tới giấc chiều là người ta dọn hết rồi. Các bạn thấy không? Đây nó bán nhiều lắm. Năm nào cũng vậy, năm nào nó cũng ra đây. Người ta ra đây người ta mướn, người ta bán bông mai, bông này kia. Bạn thấy không? Mình mà có đi lắc quá các bạn thông cảm nha. Mình có cái cây mà để chống rung, các bạn thông cảm. Đây đẹp không các bạn, thấy không? Qua thỏ mai bán quá trời luôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình bấy lâu nay. Kênh mình bây giờ cũng kênh mình cũng bây giờ được 9.000 mấy người. Ngày Tết này mình đi quay mấy cái cảnh Tết này cho mấy bạn coi. Còn ở trên kia là người ta bán quần áo đó mấy bạn. Trên kia là người ta bán quần áo. Rời quá. Người ta chạy, người ta chạy xe, người ta đủ nhường đâu. Ai chạy chạy là cứ cắm đầu rồi. Nên cứ cắm đầu và chạy qua vùng bên phải cẩn thận. Giờ nó bán quá trời luôn, bông vàng không bạn thấy không? Tối mình quay thì nó không có được đẹp hơn ban ngày, ban tối thì nó có mở nhạc lên nó bị vướng bản quyền lắm, như mình không có quay giấc tối. Mấy cái chỗ mà quán ăn á, mấy người ta mở lên người ta quay rồi người ta bật nhạc lên cũng sùm mà nó sợ dướng cái bản quyền mình đăng lên không có được đâu mấy bạn coi. Những mấy cái cảnh người ta bán bông này bông kia, nên bây giờ mình đi dắt ra buổi chiều nè, buổi trưa trưa nè, mình đi quay cho mấy bạn coi. Nên nó không có ai bật nhạc, nó không có bị dướng. Có lắc quá mong các bạn thông cảm nha. Tại mình không có cái cây để chống rung đỡ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh mình bấy lâu nay. Đó, các bạn thấy không? Đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Bây giờ này là mùa bông mai chuyển. Ta bán tới giống như là buổi tối là giao thừa, người ta bán tới trưa là người ta dọn dẹp hết rồi. Là cho xe cẩu đi về hết. Thường hồi đó thì mấy người ta bán bông, mấy cái bông vàng vàng này nè các bạn, ta bán không hết á, người ta bỏ ở ngoài đường.
rồi mấy người mà lúc không có tiền hay là hoặc có tiền á, lúc mà để tới tối rồi mấy người ta lúc bỏ bỏ cái chừng 6 chậu hay là 4 chậu gì đó, mấy người kia chạy ra ngoài lụm, chạy ra ngoài lấy, chứ mình không lấy thì mấy người ta cũng bỏ vậy. Rồi sau này á, rồi mấy người mà bán á, mấy người bán tại vì lúc nó biết á, nó biết rồi mình không mua mấy cái ngày đó, rồi mình chờ tới chừng sắp mấy người ta dọn dẹp á rồi mới lấy, rồi hỏi còn phải mua cho tốn tiền đó. Nên mấy người ta canh cái giường sắp mà tối giao thừa là mấy người ta bán rồi nó bỏ hết, chứ phải mướn chiếc xe nữa phải chở về nữa mất công. Rồi người ta lấy cây người ta đập banh hết, cũng mới đây là được 2 năm 3 năm về trước, chứ hồi đó là mấy người ta bỏ hết rồi, người ta không có đập. Sau này mấy người ta biết mình không mua rồi mình chờ tới ngày đó mình ra mình lấy, người ta ghét quá người ta đập luôn. Nó bên đây là khu bên đây là bán quần áo nha mọi người. Bữa mình có ra mới mua. Mình có ra đây mua hết mấy lần. Thấy không? Bán quần áo. Đây là bán áo. Xuống dưới kia là bán, người ta cũng bán áo ở trong ở lòng chợ luôn mà mình, người ta không có cho mình chạy xe vô, nên bữa nay ở quá trời đẹp luôn ha mọi người, thấy không, hút quá. Dưới nhạc là nó không có cho mình đăng, mình cũng sợ nó nguy hiểm lắm, thà không có cho dưới. Sau này mấy người ta cho mình xài rồi xài á. Ở đây là bán đồ mọi người. Còn khúc dưới đây là tao bán gỗ, bán mấy cái ghế bằng gỗ đẹp lắm, thấy không các bạn, thấy bán ghế bằng gỗ nè, tủ gỗ này kia. Nó có một khu hết chứ không có bán lung tung. Nãy mình đi qua kia rồi nó không biết có bị vướng nhạc không, chán lắm rồi. Thôi người ta bán còn mấy cái này, người ta bán đúng một mẫu này ghế giờ người ta làm đẹp lắm, thiết kế giường. Khu đây là bán gỗ, bán bàn ghế, tủ, rồi hết rồi, có khúc này thôi, bên kia là nó bán bông. Thôi cảm ơn các bạn nha, mình tạm dừng video ở đây, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh Hiền Lê La Sa rất là nhiều, mình xin thành cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn nha.